Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ làm cái món bạch tuộc và tôm và các loại nấm, nấm kim châm và nấm đùi gà, và sẽ sốt với cái nước này nha mọi người. Thì cái nước sốt này người ta đã làm sẵn rồi, bây giờ mình chỉ mua về để mình rau củ xong rồi mình xào hoặc là mình nấu thôi thôi mọi người. Cái sốt này nó đã làm sẵn hết trong cái gia vị trong đây rồi. Sốt của Hàn Quốc, dịch ra là cái gì, cái này là tiếng Hàn là te chi galbi dạng nhôm, cái là sốt làm thịt lợn, thịt heo đó mọi người. Bây giờ mình sẽ luộc con bạch tuộc và tôm chín trước, xong rồi sau đó mình mới cho xào cùng với nấm nha mọi người. Bạch tuộc đã chín rồi đấy. Sau đây mình sẽ hấp nấm kim chi và đùi gà cho mọi người. Thì mình sẽ hấp lên cho nó chín qua đi, xong rồi mình mới xào cùng với mực với lại tôm nha mọi người. Tất cả mình đã hấp và luộc chín xong rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ cho lên xào và sốt cái nước sốt từ lúc nãy đấy. Sốt cho nó săn nước lại để mà cho nó thấm vào thịt gia vị á, nó sẽ càng ngon hơn á mọi người. Bạch tuộc này là mình đã luộc hồi lúc nãy rồi, nó sẽ chín rồi. Có cái nồi áp suất kế bên nên là hơi ồn. Ngon quá mọi người. Mùi thơm vật vã luôn. Wow. Ngon. Cho nước nó cạn xăng tí nữa là ăn được rồi. Hiện tại vẫn ăn được, nhưng mà cái này là cho nước nó hơi cạn tí nữa, cho nước nó rút vào cái bạch tuộc và lại như các thứ á, gia vị á, cạn tí nữa thì ngon hơn. Wow, cái nấm này ăn chắc giòn lắm đây, ngon quá.
gia vị không cần nêm nếm là vừa ăn luôn. Sau đây mình sẽ làm một bát nước muối tiêu chanh không thể thiếu nha mọi người. Ớt và muối, một chút xíu bột ngọt, đường. Mà đây nó sẽ kẹo như thế này. Ok, ngon tuyệt vời. Hello, 안녕하세요. Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Long Oanh nhé. Và hôm nay mình có làm cái món mực với tôm và nấm rồi gà. Các thứ mình đã sốt với cái nước sốt của Hàn Quốc. Thì sau đây mình xin mời mọi người cùng ăn với mình luôn nhé. Vừa ngon vừa giòn. Tô sốt sốt cái nước sốt của thịt này á, nó không bị dai mọi người. Cái bạch tuộc này làm kiểu này thì ăn nó không bị dai, như như kiểu luộc hoặc hấp á thì ăn nó hơi bị dai á. Nhưng mà cái này mình sốt với cái nước sốt này á, ăn rất là ngon, nó không bị dai mọi người. Nấm ăn rất là ngọt, giòn. Tưởng mà tục to về thì nó dai nhưng mà mình nghĩ nó không dai mấy.
định là ăn lên trên tấm giường như đeo đi mọi người. Vì cái con bạch tuộc này nó hơi to, mình ăn không thể nào hết nổi. Và cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn mọi người video tiếp theo nhé. Xin chào và tạm biệt.